Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 0.5 tóc cần có ký hiệu là RBR nữa các bạn. Thì để tham gia online các bạn click phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn mở cái link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter và tờ Twitch nha. Dự án này tiềm năng lắm mà. Rồi trên tờ Twitter các bạn like nè. Các bạn chấp nhận như tờ Twitch nha các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn mình vào nè. Test lại nè. Sau đó nhấp chọn avatar của nó nè, theo dõi nè, bắt up lên nè các bạn. Rồi sau đó mở link phong mình lại nè, tiếp tục join kênh group kênh channel nữa nè. Rồi các bạn join sao các bạn. Rồi tất cả các bạn bắt up nè, tiếp tục join tiếp kênh channel nữa nè. Rồi tiếp tục các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi, dòng đầu tiên các bạn là địa chỉ email của bạn nha các bạn, để sau này có gì nó sẽ gửi email cho bạn các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ BNB Smartchain Bet20 trên YouTube Collect cho các bạn nè. Rồi các bạn sẽ chép nè các bạn. Rồi bạn dán vào đây nè. Tiếp tục các bạn gửi đường link Google Twitter mình nha các bạn, thì các bạn nhấp vào avatar của mình nè, nhấp vào hồ sơ nè, nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết nè, chú bot nè. Tiếp tục bạn gỡ username Telegram của tất cả bạn nè các bạn, thì bạn mở Telegram của tất cả bạn ra nè, bạn nhấp ba gạch cùng vào setting. Copy username mình nha các bạn. Dự án này làm khá là ngon luôn. Rồi, subscribe kênh channel Telegram. Nay mình subscribe rồi mà ta. Để kiểm tra lại thôi nha các bạn. Rồi mình đã subscribe rồi các bạn, thì các bạn chỉ việc copy của username Telegram trên đây nè, dán lại dưới đây nè. Rồi tiếp tục thì câu hỏi mình có đẩy phần link mô tả dưới video cho các bạn đó các bạn. Để mình vào mình coi ra. Câu số 1 là Ranger Photokoga. Câu số 2 là sự kiện public launchpad trên Bokatater là ngày mấy? Thì ngày 5 nha các bạn. Ngày 5 tháng 10. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ là xong nha các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Airdrop đến từ dự án Ranger Protocol. Đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.